Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về con giáp Dần, tức là Hổ. Dần là một trong tứ trường sinh, tính cách thẳng thắn, khi nóng giận rất là khó kiềm chế. Nhưng đôi khi Dần cũng đại diện cho uyển chuyển, thay đổi theo thời thế. Dần là trường sinh của Hỏa. Xét theo thần sát, tức các sao chiếu, đầu tiên ta phải xét đến sao hoa cái. Trong lá số tháng ngày giờ nếu có chữ Tuất, tức người tuổi Dần này có sao hoa cái. Hoa cái đại diện cho tài hoa, mật mã sáng dạ, tư chất thông minh, phù hợp ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Người có sao hoa cái thường khá là thông minh. Nữ có sao hoa cái tính cách rất là mạnh. Nam giới rất là ngại những người có sao hoa cái. Tiếp theo là sao dịch mã. Dịch mã tại thân, tức năm ngoài năm Dần, tháng ngày giờ có chữ thân là có sao dịch mã. Dịch mã chủ về biến động, người dễ làm việc xa, xa quê hương, đi xa xuất ngoại, đó là sao dịch mã. Cuối cùng là sao hàm trì. Sao hàm trì nói về tình duyên, đào hoa, gặp gỡ. Người có sao hàm trì dễ được người khác chú ý. Tính cách người tuổi Dần. Dần là một trong tứ trường sinh, có khả năng uyển chuyển theo thời thế rất là tốt. Họ có trí nhớ tốt, tinh thần học hỏi rất là cao. Điều đó giúp cho họ thu được nhiều thông tin, kiến thức ở bất kỳ nơi nào họ có mặt. Họ phân tích vấn đề tốt, rất là khoa học. Mục tiêu phấn đấu suốt cuộc đời của họ đa phần là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Người tuổi Dần đôi khi họ cố chấp. Việc gì họ làm chưa xong thì họ không chịu ngừng nghỉ. Khi làm việc họ không câu nệ, họ rất yêu thích những công việc lớn. Tuổi Dần thường rất là mạnh mẽ, thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi quá lâu. Họ không cho phép bản thân hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Nên người tuổi Dần cần phải kiên định mới dẫn đến thành công. Với nữ tuổi Dần, họ có cá tính mạnh mẽ và lôi cuốn. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Không những xinh đẹp, nữ tuổi Dần thường rất là thông minh, tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi bình thường. Họ luôn muốn xây dựng sự nghiệp và địa vị cho riêng của mình. Tình duyên tuổi Dần. Thường tình duyên của người tuổi Dần thường không mấy suôn sẻ. Người tuổi Dần có tình cảm khá là phong phú, nhạy cảm. Họ là những người bạn tình rất là tốt, đầy nhiệt thành. Song khó là người bạn đời lý tưởng. Thông thường các nữ tuổi Dần có cá tính rất là mạnh. Họ mạnh dạn, chủ động, hăng hái đi tìm tình yêu lý tưởng cho riêng mình. Các bà chủ tuổi Dần thường là những người lo lắng đảm đang cho gia đình, mong muốn một cuộc sống gia đình vẹn toàn và cũng mong muốn các ông chồng cư xử với mình như tình nhân. Vì rất là cá tính, đôi khi họ cũng khá là gia trưởng, tuy là nữ. Họ hạn chế thổ lộ điều yêu thích của mình với người khác giới. Do đó dễ tạo ra sự ngăn cách, không thỏa mãn và vì thế dễ dẫn đến sự xa cách trong tình cảm gia đình. Tuổi Dần nếu mà kết duyên với các tuổi Thìn, Tuất, Dần, Mão là những mối tình tốt đẹp và có hậu. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu chỉ xét theo năm sinh thì còn rất là nhiều hạn chế. Ta phải xét cả tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh. Tám ô này gọi là sinh thần bát tự. Xét cả tám ô mới có thể sát được với lá số. Các bạn có thể tham khảo thêm tại trang web phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuykaivận.org. Các bạn hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua YouTube và Facebook để nhận những video hữu ích. Cảm ơn các bạn đã xem.